Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 có diện tích trên 180 ha liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp của hơn 1.700 hộ dân ở 4 xã phường của thị xã Mỹ Hào. Đây là một trong những dự án được Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đánh giá là làm nhanh, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Trong chương trình Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm hai hộ gia đình ở phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào đã đi đầu trong việc nhường đất cho dự án này. Đấy, vừa rồi là gia đình tôi nhường lại cho Thăng Long 2 là 9 xào. Chúng tôi vừa nhận là hơn 1 tỷ 2, chưa bao giờ có cái đồng tiền như thế. Tôi bàn với này, vợ con tôi sẽ làm cho con trai tôi ngôi nhà này. Bắt đầu khởi công từ tháng 2 cho đến bây giờ sắp hoàn thành rồi. Người gia đình đã đón Tết vào đầu xuân là cái nhà mới này. Xuân này chắc chắn là phải vui hơn các cái xuân trước rồi. Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Huy Long ở tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Trước đây, hai vợ chồng ông cùng sống với gia đình người con trai thứ tư trong căn hộ vỏn vẹn với 50m2, với 7 người nên không gian sinh hoạt rất chật chội. Nay nhận được tiền đền bù, gia đình ông đã sử dụng để xây dựng nhà ở. Xuân này lại càng thêm ý nghĩa khi gia đình được đón xuân trong ngôi nhà mới khang trang. Cũng giống như ông Long, ông Nguyễn Danh Thành ở tổ dân phố Ngọc Lập, thị xã Mỹ Hào cũng có diện tích đất được đền bù trong dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3. Số tiền ấy cũng được gia đình sử dụng đúng mục đích. Nghe tin dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 được mở để xây dựng giai đoạn 3 thì chúng tôi rất là phấn khởi, cùng cả nhà đều hưởng ứng nhiệt tình chấp hành khâu giải phóng mặt bằng. Nhà được đền bù là 6 xào, cả gia đình rất là phấn khởi bởi vì vừa dụng được một ít tiền, thế là tu sửa gia đình và làm nhiều cái công việc mới. Thế vừa rồi là lại vừa nghe là xuân này là chuẩn bị khu công nghiệp Thăng Long là khởi công xây dựng, chúng tôi là rất là phấn khởi, xây dựng quê hương tôi mỗi ngày một giàu đẹp hơn để rồi các cháu lại có công ăn việc làm. Được biết, tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào là địa phương có nhiều diện tích đất thu hồi nhất trong dự án lần này. Thì ở tổ dân phố của chúng tôi ấy, thì là khi được triển khai Thăng Long 2 ấy, chúng tôi là có xấp xỉ là 60 hecta. Đến bây giờ cũng được nhân dân đồng thuận và đã nhận số tiền bồi thường, còn một gia đình còn năn tăn không đồng thuận với giá bồi thường. Mặc dù vẫn còn một vài hộ dân chưa nhận tiền đền bù, nhưng phường Phùng Chí Kiên cũng là một trong những địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng trong dự án này. Với Phùng Chí Kiên thì sau khi nhận được quyết định số 166 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 với diện tích của địa bàn phường là 101,41 ha trên tổng 180 ha của Thăng Long 2 thì hiện nay là với số hộ là 751 hộ thì phường đã chi trả được là 747 hộ rồi. Thì hiện nay là chúng tôi còn có 4 hộ thôi. Với 4 hộ này thì đang hiểu sai về cái quyết định 40 và quyết định 1183 của ban nhân tỉnh theo cái biểu mẫu, thì do vậy thì với cái nội dung này thì ban phường đã tuyên truyền vận động và làm việc rất nhiều các hộ dân. Trong thời gian tới thì ban phường tiếp tục sẽ vận động làm sao quyết liệt và sẽ giải ngân 100%. Bên cạnh việc đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính công khai, minh bạch, thì trước lợi ích to lớn mà dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 mang lại, các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Năm mới Quý Mão đã cận kề, những người dân dành đất cho dự án tin tưởng dự án sẽ triển khai nhanh, sớm đi vào hoạt động, tạo thêm công ăn việc làm cho con em địa phương. Đó cũng chính là dự án đem xuân về với mọi nhà. Tới đây, mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.